Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về trang trí thiết bị cái phòng tắm như thế nào theo kiểu Nhật, nhất là cho các bạn làm Airbnb đó, để nó vừa tiện dụng cho khách hàng, cho quan khách, mà nó vừa coi như là dễ làm cho mình, đúng không? Ở Nhật thì đất chật người đông, cho nên là bạn cũng có thể thấy là những cái design ví dụ như là đằng sau này nó không có nhiều chỗ để mình móc khăn hay là treo đồ, thì ta để thêm cái móc. Thì trên này bạn có thể móc một hai cái rồi móc thêm cái này nữa, rồi móc kẹp hai bên nữa nha. Rồi ở trên này họ làm cái rack ở trên để cái towel, cái dưới này để hand towel, thấy không? Thì bên đây là kiến rồi đó. Thì với lại ở Nhật hoặc là ở Mỹ hay các nơi, bây giờ trong phòng tắm nó có một cái outlet để người ta có thể cắm vô, người ta sấy tóc. Ở Việt Nam thì mình thấy cũng tùy, có chỗ có chỗ không ha. Còn kiến thì hiện nay nó làm mỏng thôi để save space counter đó. Rồi trong này là cái bathtub thôi đó, vậy đó. Thì có gì thì bạn cho mình biết là bạn thích coi video nào kỳ sau. Nếu mà bạn thích thì bạn like, share, subscribe nha. Bye bye.